Thề luôn ông anh hay tao buồn cười lắm, kiểu như là chân chất thật thà ấy. Những cái clip mà tao quay ấy đều là tự nhiên ấy, không có biết dàn dựng cái gì đâu. Hoặc kể cả có bảo ông diễn ông cũng không biết lối mà diễn đâu. Kiểu mạng xã hội thì không dành mà chẳng qua là mở YouTube cho xem thì là biết xem đấy. Nói thật đấy mọi người là ngày xưa ấy chăm chỉ chịu khó lắm. Xong là đẹp trai nhất làng ấy. Xong là không biết là có phải tâm linh hay là như thế nào. Xong tự nhiên là bị ảnh hưởng thần kinh ấy. Đợt trước đi tôn nghiêm ở một nơi xong là không theo nữa. Xong tự nhiên kiểu lắm lúc là cái hành động lời nói là không kiểm soát được đâu. Bao nhiêu lần còn phải uống thuốc rồi đấy, bây giờ là cho lên trên Lào Cai là cũng giao tiếp với mọi người là đỡ đấy. Đợt trước á còn như kiểu trầm cảm cơ, lúc trước ấy thì là ta cũng mua cho một lọ dung dịch vệ sinh rồi, bây giờ là một lọ nữa nhưng mà ta chưa cho dùng đâu, tại phải cắt đi bởi vì là khổ, nói là phải nói thẳng toẹt ra chứ. Lúc trước ta bảo là cái này dùng để vệ sinh rửa ráy cái đó là không hiểu, là lấy cả tắm gội sao, được nửa tháng đã gần hết một chai rồi, lần này ta mới mua thôi, nhưng mà đây ta vẫn chưa mở nắp, ta vẫn chưa cho dùng, để dùng hết cái chai kia đã. Mà tốt nhất là chúng mày ấy, nếu mà con trai nha, hoặc là mua cho chồng, mua cho người yêu dùng, đừng có nên lấy xà phòng tắm mà tắm rửa đó. Bây giờ công nghệ xã hội phát triển rồi, dùng cái này này, thứ nhất là đỡ viêm nhiễm, thứ hai là sạch sẽ mà thơm lắm, cái mùi của nó men cực. Với cái này là của bên tập đoàn cỏ cây hoa lá, toàn những thành phần tự nhiên thôi, rất là an toàn. Nói thì nói chứ bây giờ mình cũng bằng này tuổi đầu rồi, cũng muốn làm sao mà cho bố mẹ những cái tốt nhất chứ. Ngày xưa gấp lấy đâu ra có cái xà phòng tắm đã là tốt rồi, bây giờ không những có dung dịch vệ sinh nữ mà còn có dung dịch vệ sinh nam đó. Nhưng mà công nhận dùng cái này thích cực đấy, bây giờ phải quán triệt, không là cứ lấy là tắm gội là vài hôm mà là hết một lọ là tốn lắm, khổ lắm cơ.